nha, hôm nay gia đình mình đi ăn nhà hàng Tàu nha. Rồi mình có kêu là bánh hỏi chả tôm mà, nhưng mà tại vì nhà hàng mình quen đó cho nên cô cũng cho chả giò tôm cho thêm là cho chén chả đúng rồi vậy. Tôm niêu XO đậu biển. À ok. Rồi cả nhà ăn chung với gia đình mình nha. Ăn xíu. Cái đình ăn gì? Bánh hỏi chảo tôm với má mì. Nè bánh hỏi chảo tôm, bánh hỏi của con nè. Đó. Này chủ tiệm quán là quen với gia đình mình lâu rồi nha các bạn. Với ông xã mình. Nên mỗi lần gia đình mình lại đây ăn đó là được ưu đãi tùm lum hết, uống nước free, ăn lúc nào cũng cho thêm hết, thêm này thêm kia, à, cái này cũng ngon, ăn con bò lúc lắc nhìn ngon nha các bạn. But you can't look while you're eating. Cái gì hả? Cho chơi đỉnh gì đây? Của cô cho chơi đỉnh là há gảo cơm, gảo cơm, cái bánh hỏi gảo cơm ở đây là khác chi của con lắm đó nha. Mất một của thằng cha lớn mình là mì xào giòn. Mãi ăn mì xào giòn thôi. Gia đình muốn gấp lá gạo, nó này gấp chưa? Nó này dễ chưa? Lá gạo cơm, wow. Gạo cơm, đây là nó mì làm chưa? Yummy, nóng nha, sót vậy? Yummy, nóng. Ngon lắm nha cả nhà. Cô chủ cho thêm chả giò tôm. Bình thường cái này là chỉ có bánh hỏi chảo tôm thôi. Có thêm mình đỡ thiếu thêm chả giò tôm cho. Chả tôm chay đình ăn nè. Hello chay đình. Hello. Hello cả nhà đi. Xin chào cả nhà. I don't know how to say it. Nói đi tập nói. Xin chào cả nhà. Không biết. Nói đi, má mày dạy xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Rồi mời các bạn chấm miếng thêm nữa.
gì? Yes. Yes. Để bây giờ mình thử miếng bò lúc lắc của con mình xem nha. Cả nhà miếng bò xào lúc lắc với miếng cải nè. Mình có kêu làm chung với miếng cải nè. Ở quên miếng ớt xanh nè. Đây là cắt này. Đây là bò cải gai nha. Bò xào lúc lắc chấm với muối kiều. Ngon lắm các bạn ơi. Bò xào mềm lắm. Ngon quá. A professional chef. Cơm. This was too tough. You reckon? Well, it is tough. Same as my one. Phải dùng này á, tại một tay mình quay phim, tay mình quay. Đang đang khó. Và các bạn thêm cái đó nha. Oh, yeah. No, I'm just saying. Chặt chiếc bún điều ngon hả nhỉ? Ngon á. Có cơm cháy nè, it's really nice, cơm cháy ngon. Có cơm cháy thôi. Bây giờ mình sẽ thử gói này. Cơm niêu. Cơm niêu đồ biển. I don't understand where you're pointing at. It's the other pocket. Wait, you mean that pocket? Cơm niêu extra. You mean that pocket? Yep. Gotta eat first. Ngon quá chừng à. Có cơm cháy dưới này ngon á anh. Hả? Cái sốt nó really nice nhỉ? Seafood extra flavor. Rice combination. Seafood combination. So yummy. And pork and I want pork. And the pork? There you go. Cơm cháy nữa I always watch the Whisper game. Đây, rồi bây giờ là mời các bạn một miếng chả giò tôm cuốn nấm hỏi. Đây, ăn chung với gia đình mình nha. This has like my old friend even better work. Chấm miếng nước mắm luôn nha các bạn. Rồi bây giờ gia đình mình đã ăn tối xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của gia đình mình. Nếu các bạn thấy thích thì các bạn nhớ cho mình like và subscribe của mình gia đình nhé. Thank you các bạn nhiều. Friends, but I'm gonna show you some fish. Yes. Yes. What do you want to say to your friend? Muốn nói gì? I wanna show you some
Cảm ơn cả nhà. Friends. Đấy, cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Theo dõi gia đình với gia đình gia đình. Rồi gia đình nữa. Hope you like my video. Okay. And friends, I want to show you some fish. Where's your fish? I'll show you. Ah, đi coi cá. Okay. And look at those fish over there. Ủa, có mấy con nữa nè. Barramundi. Yeah, yummy. Friends. Yeah, what fish is it? Barramundi. Barramundi. Yes. What's in Vietnamese for cá gì? Cá chẽm. Hàm biếc. Cá chẽm. Cá chẽm. Ngon quá nè.